quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thùy Tiên tự giải cứu thành công sau bại bẫy 49 lần bị chuyên gia make up dìm hàng nhan sắc. Dù sở hữu nhan sắc xuất chúng, nhưng cô nàng cũng không tránh khỏi tình trạng lạ lẫm với giao diện khác lạ của lớp phấn son dày cộp. Kể từ sau chiến thắng lịch sử tại Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện đang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình ở quốc tế. Cô cũng lần lượt được các chuyên gia nước ngoài chăm sóc hình ảnh, từ trang điểm, làm tóc cho đến trang phục. Dù sở hữu nhan sắc xuất chúng, nhưng cô nàng cũng không tránh khỏi tình trạng lạ lẫm với giao diện khác lạ cùng lớp phấn son dày cộp. Có không ít lần, người hâm mộ liên tục đòi giải cứu Thùy Tiên vì bị dìm hàng nhan sắc. Người đẹp qua tay thẩm mỹ của người nước ngoài mang dáng vẻ lạ lẫm, gương mặt dày cộp son phấn. Là đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên gần như là không có thời gian và phải trông cậy vào đội ngũ ekip nước ngoài là điều dễ hiểu. Hễ cứ xuất hiện trong một concept nào là phải đăng đàn hỏi dân tình với lời lẽ khiêm tốn ý nhị. Trong đêm chung kết Miss Grand Spain 2022, Hoa hậu Hòa bình Tây Ban Nha, Thùy Tiên lại một lần nữa giật hết spotlight khi xuất hiện. Chẳng cần nhờ đến người thợ trang điểm nào, Thùy Tiên khi tự tay make up vẫn xịn sò và gây sốt vì visual xinh đẹp khó cưỡng. Cận cảnh giao diện xinh đẹp khó cưỡng của người con gái Việt làm nên lịch sử trên đấu trường quốc tế. Dù bận rộn, nhưng hoa tay make up được tôi luyện từ quá trình thi cử ngày nào của bóng hồng vẫn không hề mai một. Thùy Tiên vẫn trang điểm theo phong cách beauty queen quen thuộc, nhưng đôi mắt đánh khói và đôi môi tô son nâu trầm bóng nhẹ. Mỹ nhân sinh năm 1998 vẫn rất xinh đẹp, lộng lẫy trường quốc tế với những đường nét nổi bật. Sở hữu body nóng bỏng với đường cong của hông nảy nở, Thùy Tiên luôn gắn liền với các item cắt khuyết táo bạo. Do đó, style trang điểm của người đẹp cũng thường đậm đà. Cô nàng cũng thay đổi linh hoạt các màu son môi để làm nổi bật lên tinh thần thời trang. Sau đăng quang, Thùy Tiên ở Thái Lan nhiều hơn Việt Nam. Dẫu vậy, vẫn có nhiều layout cô được tuyết tách bởi chuyên gia xứ chùa vàng xinh đẹp và rất hợp mắt netizen Việt. Nhìn cũng đủ thấy cả khung hình tràn ngập sự xinh đẹp. Đâu cứ phải make up dày là đẹp, mà đôi khi chỉ cần màu son hồng ưng ý là đã đủ. Có thể thấy, sau nhiều lần bị già đi vài tuổi vì make up thì Thùy Tiên của hiện tại đã ngày càng khéo léo trong cách trang điểm và tươi trẻ hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.